trên Shopee. Siêu dễ thương. Con nhắn gì á? Gần cả tuần nay thì Nguyên không có bước chân ra khỏi nhà, tại vì Nguyên bị chật cái cổ nè. Nguyên cũng không có đi tập luôn. Với lại mình đang trong chế độ giảm cân á, tại Nguyên cần giảm cân cấp tốc để cho cái dự án sắp tới của Nguyên trong tuần sau nữa. Từ chối luôn những cái cuộc hẹn đi ăn ở ngoài. Ngày mai thì Nguyên quyết định là Nguyên sẽ ra khỏi nhà, tại vì mình đã ù lì trong nhà quá lâu rồi, mọi người, mình bắt đầu mình mất kết nối với thế giới bên ngoài rồi. Mỗi ngày của Nguyên nó đều trải qua giống như nhau với thay đổi thôi. Ngày mai sẽ là ngày đặc biệt. Để ý, mỗi lần mà Nguyên quay vlog ở nhà là Nguyên hay giặt đồ, nhưng mà không có cố tình luôn, nhưng mà mỗi lần quay vlog là có đồ giặt. Ngộ vậy. Nguyên đang xài một em kem nè, siêu đỉnh luôn. Và rất là siêu đỉnh luôn. Studio Radiant Serum Powder Foundation của MAC. Nó thiệt là kem nền của MAC xưa giờ thì nó thiên về độ lì nhiều hơn, nhưng mà da Nguyên thì Nguyên vẫn thích một xíu gì đó. Vừa có nền vừa có giữ ngẫm suốt cả ngày ấy. Có cả cái combo luôn. Đầu tiên sẽ đánh cái Hyper Real Ceramizer này của MAC. Cũng làm một cái lớp lót nữa, nó vừa làm mịn da, vừa giữ ngẫm cho da và làm cái lớp nền của mình nó lâu trôi hơn. Nguyên kỹ một xíu mà để cho ra cái màu nền nó chuẩn cái màu da của Nguyên thì Nguyên mix hai màu lại với nhau. Đây mà cái kiểu kem nền này gọi là cái kem nền siêu dưỡng luôn mọi người, apply trên da giống như mình đang đánh serum vậy á. Kem nền mới của MAC á mọi người, nó có cái đầu pump này là cái gọi là removable plastic pump á, thì nó sẽ tiện hơn cái dòng cũ. Để mix kem nền thì Nguyên sẽ mix trên cái tray palette. Đây là màu NC15. Và đây là màu NW10. Da dạo này của Nguyên cũng trộm vía nên là mình sẽ làm một cái lớp mỏng thôi. Wow. Bạn nào mà da kiểu ít khuyết điểm như Nguyên á thì mình chỉ cần đánh một lớp mỏng thôi là nó đã che phủ gần 80-90% các khuyết điểm trên da rồi. Mỗi lần mà đánh cái kem nền này luôn là Nguyên sẽ wow, tại vì mà kiểu nó mỏng tinh rồi mà nó siêu tự nhiên luôn, nhưng mà mỏng mà vẫn che được những tĩnh mạch da của Nguyên á. Nguyên bị da Nguyên nó bị tĩnh mạch, nó bị nổi những cái gân mạch máu mặt, và đặc biệt là siêu dễ tán luôn, và không có cái cảm giác mình nặng mặt hay là kiểu trì da của mình xuống á. Đây là nửa khuôn mặt của Nguyên sau khi tán kem nền, và bên đây là da mỏng. Bạn nào da kiểu nhiều mụn hay nhiều khuyết điểm một xíu á thì mình có thể đánh dày hơn. Đang apply kem dưỡng vậy á, tại vì dù gì á, có một xíu serum hay là có xíu dưỡng nhìn da mình xuyên suốt cả một ngày nó sẽ vẫn tự nhiên hơn. Nãy Nguyên Nguyên mix nhiều nhưng mà Nguyên xài có một xíu thôi. Mới nãy cái kem nền mới này đang có cái challenge đó là sử dụng cái kem nền này để mặt mộc, rồi sau đó lên mấy cái filter của TikTok hoặc là Instagram mà người mình sẽ so sánh lại coi cái điểm khác biệt nó nằm ở đâu á.
quá trời ngã. Rớt cái gì vậy chú? Bị gì vậy chú? Tự thằng chiếc xe trước chạy nó té, giờ 4-5 người té theo luôn. Tấm người miền Tây á. Kéo lúc What's up? Ôi, con ơi, đạp con cái đó nè. Trời, nó đạp mấy giờ, đừng kêu nó đạp con cái. Đó, 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 đó. Đạp cho đó. Bên này nè. Ly mới. Quên lắc. Ghế đá space của tiền được 3 đôi bông tai. 1 2 Cái nồi của Nguyên order trên Shopee nó cũng vừa giao tới. Giờ này Nguyên thích đồ gia dụng lắm. Cái này cái gì á? Cái này nè. Tay cầm nhỏ xíu. Mình sẽ xé cái bánh trung thu này ra ăn. Tại cũng sắp trung thu rồi á. Mà Nguyên không thích ăn trứng muối mọi người. Nằm ngủ quên luôn cái con này nó. Cái gì? Cái con này nó liếm liếm nó kêu Nguyên dậy. Bây giờ mình dậy tỉ trang. Thank you baby. Người thấy cái da của mình không bị xuống tông, nó vẫn rất là sáng. Cái lớp này nó không có bị xê dịch. Nó giữ như hầu như là 90% như là ban đầu lúc mà mới make up xong luôn á. Cái nền nó vẫn rất là bền, mặc dù nãy giờ ngủ già mặc vô gối mình lưng la hết. Kiểu nó có dưỡng á, cho nên là da mình nhìn nó không có bị tình trạng khô, và cảm giác nó cũng khô xuyên suốt cả ngày luôn. Bây giờ thì mình tẩy trang. Còn đây là da thịt mà. Thì mọi người có thể ghé trực tiếp các store của MAC hoặc là mua kem nền siêu dưỡng này ở trên sàn Lazada. Trên đó thì khi mà mua thì mọi người có thể nhận được thêm voucher và khuyến mãi trên sàn Lazada nữa. Và cái kem này là thật sự là highly recommend mọi người thử qua. Tắm xong rồi sẵn tiện Nguyên cho mọi người coi cái routine khoa sha của Nguyên luôn. Mỗi bên 10 lần.